Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ ngày 24 tháng 12, tại công trình thi công tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ trên đường Lenin, phường Hòa Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An, đã xảy ra sự cố sập giàn giáo ở hạng mục xây dựng phần mái. Sự cố xảy ra khi đơn vị thi công đã vừa đổ bê tông xong phần mái tầng 2 của trung tâm. Lúc này có nhiều công nhân đang làm việc nhưng rất may là không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực xây dựng có che chắn xung quanh và nằm xa khu dân cư nên không ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt của người dân. Theo chính quyền địa phương, đây là công trình tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng LMK. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra xác minh làm rõ.